Chào mừng quý vị đã đến với Đại Đô Thị Vinhome Smart City. Trong video ngày hôm nay, Danh Hùng và Mộc Miên sẽ giới thiệu đến quý vị những thông tin chi tiết và hình ảnh chân thực tại căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa S205 thuộc phân khu Sapphire 2. Hãy cùng khám phá ngay bây giờ! Dòng sản phẩm này có ký hiệu là 2 phòng ngủ. Đây là loại căn hộ có 2 phòng ngủ riêng biệt với diện tích từ 54,5 đến 63,4m², bao gồm phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, cùng với đó là một nhà vệ sinh và 2 lô gia. Cuộc sống của cư dân nơi đây sẽ vô cùng năng động vì được hưởng trọn vẹn những tiện ích nội khu, bộ 3 công viên liên hoàn, công viên Nhật Bản Zen Park, công viên thể thao Sportia Park và công viên trung tâm Central Park và các dịch vụ của bộ tứ kim cương Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và tiện nghi cho cộng đồng cư dân thông minh. Đặc biệt nhất là vị trí kết nối vô hạn, giao thoa giữa khu vực trung tâm hành chính Mỹ Đình với khu công nghệ cao Lãng Hòa Lạc và có tới 5 lối vào tiếp cận mọi khu vực trong thủ đô, khiến nơi này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các khách hàng đầu tư đang tìm kiếm những dự án có thể sinh lời cao. Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vinhome Smart City nói chung có thiết kế theo phong cách mở. Phòng bếp và phòng khách được bố trí trên cùng một mặt sàn, giúp cho diện tích được tối ưu hóa, đồng thời giúp cho sinh hoạt hàng ngày trở nên tiện nghi và rất thoải mái. Khu vực bếp được thiết kế theo hình chữ L, cách bài trí tủ bếp, giá bát và bồn rửa cũng rất thuận tiện cho việc nấu nướng và dọn dẹp. Căn hộ có một phòng ngủ lớn với diện tích rộng rãi, cũng cửa sổ kính lớn giúp gia chủ có thể thưởng thức trọn vẹn không gian bên ngoài. Phòng ngủ nhỏ hơn cũng được thiết kế thông minh, giúp bài trí đồ nội thất rất dễ dàng và thuận lợi. Bên cạnh không gian sinh hoạt chung, mặt bằng căn hộ còn có một lô gia chính rất thoáng đãng và một lô gia phụ là khu vực giặt phơi quần áo khi để đồ. Căn hộ 2 phòng ngủ được bàn giao theo tiêu chuẩn Sapphire của chủ đầu tư Vinhome, bao gồm trần thạch cao, có điều hòa treo tường, mặt tiền 2 chiều, cửa kính cường lực khung nhôm sườn tĩnh điện, cửa chính và ngăn phòng dùng gỗ công nghiệp chống cháy, bếp được lắp đặt nội thất liên tường như tủ bếp, ban đá, hút mùi. Nhà vệ sinh trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu bao gồm sàn gạch chống trơn, là bồ rửa tay, vòi sen tắm, bồn cầu đến từ Toto và các thương hiệu chất lượng tương đương khác. Vậy thống chuông hiển thị hình ảnh bảo mật nhiều lớp từ dấu vân tay, mật mã, khóa dự phòng mang đến cho cộng đồng cư dân toàn cầu sự an toàn và chất lượng cuộc sống nâng tầm chuẩn cao cấp. Một điểm đặc biệt đối với tòa S205 này là gia chủ có thể thưởng thức trọn vẹn tầm view hướng đạt với cảnh quan nội khu như sân chơi trẻ em, chơi nghỉ và sân tập thể thao ở hướng Bắc. Bên cạnh đó, các gia chủ có thể tận hưởng được cảnh quan của ngã tư giao lộ. Ban công hướng Bắc có khả năng đón ánh sáng tự nhiên rất tốt mà lại tránh được không khí oi bức trực tiếp từ mặt trời vào mùa hè. Như vậy, gia chủ sẽ không phải lo ngại về nắng gay gắt 30 đến 40 độ C trong khi vẫn thoải mái đón ánh trời. Vào mùa đông, căn hộ tại tòa S205 lại có thể tránh được cơn gió đông bắc tràn vào do đã được che chắn bởi tòa S202 và S203. Ngoài ra, để tránh hút gió vào nhà, gia chủ nên lưu ý kết cấu cửa chính, cửa sổ, cửa lây sáng hay cửa ngách khi thiết kế nội thất vào trong quá trình sử dụng. Khi lựa chọn căn hộ thì phong thủy cũng rất được quan tâm vì yếu tố này có thể ảnh hưởng tới đời sống tinh thần và tài lộc của cả gia đình. Trong bốn hướng, hướng Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và phát triển hạnh phúc gia đình. Hướng Bắc ứng với hành thủy trong ngũ hành, vì thế mà những người được lợi nhiều nhất khi xây nhà ở đây có bảng mệnh thủy và hai mối quan hệ tương sinh với mệnh thủy là bảng mệnh kim và mộc. Bên cạnh đó, để giữ gìn không khí ấm cúng và phát triển được công danh tài lộc của gia đình, gia chủ có thể lựa chọn đặt thêm một số vật phẩm phong thủy như tượng bát quái, tượng quan thế âm ở cửa chính ra vào hoặc tại vị trí chiếu thẳng ra cửa chính. Để lựa chọn đồ nội thất, gia chủ cần ưu tiên mua đồ phù hợp với sắc thái của mệnh thủy, đó là màu xanh dương, màu huy hoặc màu xám. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video clip của ngày hôm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại hình căn hộ khác, quý vị hãy truy cập vào đường link www.online.vinhome.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!